Huỳnh Hiểu Minh, Lê Minh Hô và loạt sao nam khốn khổ vì bị đồn đi khách, đổi thân xác lấy vai diễn. Tin đồn đổi sắc lấy tiền hoặc vai diễn khiến mỹ nam showbiz như Huỳnh Hiểu Minh, Lê Minh Hô khốn đốn suốt thời gian dài, không được công nhận tài năng. Cuối tháng 3, nam diễn viên Cung Tuấn vướng bê bối đời tư lớn nhất kể từ khi khởi nghiệp. Anh bị cáo buộc bí mật có con, khai gian tuổi, bôi nhọ danh dự nghệ sĩ khác và đặc biệt là nằm trong đường dây trai bao của câu lạc bộ Bạch Mã ở Thượng Hải. Theo Sina, câu lạc bộ Bạch Mã là tụ điểm dành cho quý bà trung niên thuộc tầng lớp thượng lưu. Nơi này cho thuê các mẫu nam thương mại có ngoại hình đẹp để phục vụ nhu cầu được chiều chuộng, uống rượu và nói chuyện của phụ nữ giàu có. Việc bị cuốn vào những tin đồn không hay về cuộc sống cá nhân gây ảnh hưởng tới hình ảnh của Cung Tuấn, dù anh phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Nam nghệ sĩ là diễn viên đang lên trong showbiz Trung Quốc. Loạt sao nam bị tố nhận chu cấp từ giới thượng lưu. Theo Sina, mại dâm là hoạt động phạm pháp ở Trung Quốc. Vì vậy, bất kể là nghệ sĩ nữ hay nam bị đồn thổi có liên quan đến nạn đổi trác tình dục bất hợp pháp, đều nhận về cái nhìn không tích cực, bị hoài nghi lối sống phức tạp và nhân phẩm có vấn đề từ công chúng. Giống các mỹ nhân, nhiều tài tử trong showbiz Trung Quốc cũng từng lao đao khi vướng tin đồn được đại gia quý bà bao nuôi. Hoàng Cảnh Du nổi lên từ phim Nam Mỹ Thượng Ẩn năm 2018, nam diễn viên bị đưa tin từng kết hôn với bạn gái Vương Vũ Hinh, nhưng ngoại tình và bạo hành vợ đến mức chia tay hay đổi tình lấy vai diễn. Dù vướng scandal nghiêm trọng, sự nghiệp của Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Điều này khiến nam nghệ sĩ bị nghi vấn vất lên nhờ thế lực hậu thuẫn hùng hậu. Theo QQ, cư dân mạng tìm thấy loạt ảnh Hoàng Cảnh Du dự tiệc rượu với quý bà. Vị tỷ phú này là tổng giám đốc một công ty cho vay có tiếng. Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân đang dòng trạng thái gây bàn tán, đủ kiểu vui vẻ, tha hồ đụp chạm. Sau xuất hiện tin đồn Hoàng Cảnh Du là trai bao, tất cả hình ảnh thân thiết giữa nam nghệ sĩ và nữ tỷ phú biến mất trên mạng xã hội. Gần đây, nam diễn viên Lê Minh Hô bị blogger tên Đế Sư ám chỉ làm trai bao ở Trung Quốc. Người này cho biết tài tử đến xứ tỷ dân không chỉ kiếm tiền bằng nghệ thuật mà còn nhận phục vụ những người phụ nữ giàu có như ăn cơm, hầu rượu và lên giường. Theo Đế Sư, Lê Minh Hô từng ngủ với 4 người phụ nữ ở độ tuổi trên dưới 30. Nam diễn viên được trả 3,1 triệu đô trên một lần giao dịch, thậm chí được qua thêm hàng triệu đô nếu khiến các nữ đại gia hài lòng. Chỉ một chuyến đi Trung Quốc, ngôi sao người thừa kế mang về nước hơn 15 triệu đô. Trong thời gian tham gia bộ phim Lộc Đỉnh Ký, Huỳnh Hiểu Minh cũng vướng nghi vấn được quý bà cung phụng sau khi hình ảnh anh được một phụ nữ Hoa Kiều lớn tuổi chăm lo ngày 3 bữa cơm cao lương mỹ vị ở khách sạn 5 sao, có xe hơi đưa đón. Vương Lực Hoành từng bị truyền thông Đài Loan tung ảnh đi nghỉ dưỡng ở Nhật Bản cùng tỷ phú Nghiêm Thái Tài. Trong show truyền hình Ăn Táo Mỗi Ngày, MC Lý Minh Y tiết lộ ở showbiz xứ Đài có một nam ca sĩ được người tình đồng tính là doanh nhân bao bọc trọn đời. Theo Lý Minh Y, sau khi hình ảnh thân mật bị lộ, tỷ phú ngành xe hơi chi 500.000 đô để tiêu hủy và bịt miệng paparazzi. Hoàng Cảnh Du, Huỳnh Hiểu Minh, Vương Lực Hoành không phải nam nghệ sĩ đầu tiên bị gắn tội hành nghề mại dâm trong giới giải trí Hoa ngữ và họ cũng không phải người cuối cùng. Hứa Chí An, Lưu Khiêm, Đồng Đại Vĩ, Hà Thành Mỹ từng bị cáo buộc bán thân cho phụ nữ lắm tiền nhiều của hay đại gia đồng tính, dễ mất danh dự, lao đao sự nghiệp. Theo Sina, sau khi vướng tin đồn là hàng qua tay của những phụ nữ giàu có, công ty quản lý Cung Tuấn cho biết sao nam đang bị kéo vào tai tiếng vô lý, không bằng chứng của một tài khoản giả danh. Chứng kiến cuộc sống riêng tư bị lan truyền khắp nơi với nhiều thông tin sai lệch, Cung Tuấn quyết tâm theo đuổi công lý đến cùng. Người đại diện của nam diễn viên cho biết đã báo án với cơ quan điều tra. Theo QQ, sự phản ứng gay gắt từ tài tử Sơn Hà Lệnh là điều dễ hiểu. Tin đồn Cung Tuấn từng hành nghề mại dâm trước khi nổi tiếng đúng hay sai, chỉ có người trong cuộc tỏ tường. Tuy nhiên, ảnh hưởng tiêu cực của nó tới hiện tại và tương lai của nam diễn viên là có thật. Bởi sau đó trên mạng xã hội xuất hiện chuỗi tin đồn Cung Tuấn sử dụng ma túy, có thái độ hành xách nhân viên. Theo Sina, những nghệ sĩ bị nghi kỵ hành nghề mại dâm, lấy sắc đổi tiền đều đối diện sóng gió trong sự nghiệp lẫn đời tư. Như Hoàng Cảnh Du, dù đạt được nhiều thành tích khá tốt trong sự nghiệp, anh vẫn không được khán giả Trung Quốc yêu mến và thường bị nhắc đến như một ngôi sao đi lên nhờ những tình tỷ phú bí ẩn. Vương Lực Hoành bị khơi lại scandal có quan hệ đồng tính với Nghiêm Thái Tài trong vụ ly hôn Lý Tịnh Lôi. Ồn ào giữa Vương Lực Hoành và CEO tập đoàn Dụ Long xảy ra vào năm 2005. Thời điểm đó, công ty quản lý của Thiên Vương Đài Loan đã phủ nhận. Đồng Đại Vĩ trải qua đủ thăng trầm vì ồn ào được Thạch Tuyết, đại gia tài chính đồng tính bao một năm, tặng chiếc siêu xe trị giá 130.000 đô và mua vai diễn cho anh trong phim Ngọc Quan Âm. Sau những sóng gió, tôi may mắn tìm lại được bình yên. Tôi bị sốc khi công sức của mình bị khán giả hiểu lầm do bản thân mà có. Đồng Đại Vĩ chia sẻ khi vướng tin tiêu cực. Theo QQ, đầu tháng 3, blogger Đế Sư công khai xin lỗi Lê Minh Hô. Đính chính tin tức tài tử hành nghề mại dâm nam, anh cho biết clip lan truyền trên mạng được quay 3 đến 4 năm trước, nội dung không ám chỉ Lê Minh Hô. Nhận thức hành vi mập mờ của mình tạo điều kiện cho anti-fan bình luận ác ý, dẫn dắt dư luận để hủy hoại cuộc đời, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp, làm tổn thương tinh thần Lê Minh Hô. Đế Vương quyết định lên tiếng và nhờ luật pháp can thiệp.